Xin chào, nếu các bạn thích video thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến Cộng hòa Sierra Leone, quốc gia châu Phi rất nghèo. Và vì sao Sierra Leone là nghèo đến thế, cũng như vì sao học sinh không được học tiếng mẹ đẻ. Cộng hòa Sierra Leone, tên phiên âm tiếng Việt là Sierra Leone, là một quốc gia nằm ở Tây Phi. Sierra Leone giáp với Guinea về phía đông bắc, Liberia về phía đông nam và Đại Tây Dương về phía nam. Sierra Leone có diện tích là 71.740 km² và có khí hậu nhiệt đới, với môi trường đa dạng từ rừng savan cho đến rừng mưa nhiệt đới. Freetown là thủ đô cũng là thành phố lớn nhất, các thành phố lớn khác có dân số trên 100.000 dân. Sierra Leone là nước đang phát triển nhưng thực hiện dân chủ đa đảng từ rất sớm vào năm 1962. Tổng thống đứng đầu nhà nước và chính phủ. Tuy nhiên, tình hình chính trị luôn không ổn định, đã xảy ra nhiều cuộc đảo chính. Tổng thống Ahmed Tejan Kabat trúng cử tổng thống trong cuộc bầu cử dân chủ năm 1962 đến năm 2002. Kể từ năm 1991, cuộc nội chiến giữa quân chính chủ và mặt trận cách mạng thống nhất giúp đã làm hàng chục người Sierra Leone chết và hơn 2 triệu người, hơn 1/3 dân số phải di cư sang các nước láng giềng. Sierra Leone thực hiện chính sách đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, phát triển quan hệ với các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc. Hiện nay đang đẩy mạnh quan hệ với các nước như Anh, Mỹ, Bỉ và EU. Sierra Leone rất coi trọng thúc đẩy hợp tác với các nước đang phát triển trong khuôn khổ hợp tác 5 năm, trong đó có Việt Nam chúng ta. Sierra Leone là một quốc gia châu Phi rất nghèo, có sự phân bổ về thu nhập mất cân bằng trầm trọng. Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên phong phú về khoáng sản và nông nghiệp và ngư nghiệp, nhưng cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế chưa phát triển, cùng bất ổn xã hội sâu sắc đang tiếp tục cầm hiểm sự phát triển về kinh tế. Khoảng 2/3 dân số ở tuổi lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và tính từ công được cấp. Ngành chế tạo chủ yếu là chế biến các loại nguyên liệu thô và công nghiệp nhẹ cho thị trường trong nước. Chiến lược phát triển kinh tế của Sierra Leone dựa vào phát triển công nghiệp và xuất khẩu các hàng nông sản như hạt cỏ, cà phê và cá, khai thác khoáng sản, nhất là kim cương. Có thể các bạn chưa biết, số người biết đọc, biết viết đạt 31,4%, nam 45,45% và nữ chiếm 18,2%. Giáo dục ở đây, giáo dục theo khuôn mẫu của Anh, ngôn ngữ dùng trong trường hợp là tiếng Anh. Các trường hợp tiểu học ở nông thôn phổ biến vẫn dùng bản ngữ, học sinh phải nộp lại học phí, không được học bằng tiếng mẹ đẻ. Cho nên ở đây chỉ khoảng 1/5 dân số học sinh tiếp tục lên trung học. Cả nước có 2 trường đại học, một số trường cao đẳng sư phạm và một trường dạy nghề. Dịch vụ y tế do nhà nước đảm nhiệm nhưng rất thấp, bệnh tật và dịch bệnh lan tràn, việc tiêm chủng do Tổ chức Y tế và Thế giới đảm nhiệm. Và rồi trong video này chúng ta cũng đã tìm hiểu xong qua về Cộng hòa Sierra Leone. Hy vọng sau khi xem xong clip này, các bạn sẽ hiểu hơn về Cộng hòa này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.